và đi tham quan là khu ăn chơi ở vùng biên giới, là nơi ăn chơi xa đọa đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay chủ cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong phẳng đi bằng tiền chơi mà ganh đùa như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie, mày nhớ tăng tốn trước khi ra dậy mày nếu không muốn trở thành cương thi. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương, mà các thiếu gia khi đến mua chui khi trên tay cầm nhiều ngân lượng. Đi con xe bản số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương, không ăn to già nổi lớn khi...